Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng. Cuộc sống của nữ Ất Sửu có trải qua nhiều trắc trở khi còn trẻ, nhưng sau kết hôn lại được cải thiện rất nhiều, khá may mắn trên phương diện tình cảm. Để biết thêm vận thế của bản mệnh ở các phương diện khác, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích tử vi chọn đời của Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng sau đây. Gia chủ Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng có cung mệnh thuộc cung Tốn, mạng hải trung kim, vàng dưới biển, xương con trâu, tướng tinh con chó, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Tử vi chọn đời nữ mạng Ất Sửu có thể được khái quát thông qua bài thơ sau. Ất Sửu cũng là số tuổi cao, đời cô lắm nổi sóng ba đào, phong trần mưa nắng đầy gian khổ, duyên nợ cay chua lắm già xào, thân thế từng phen sầu lận đận, hồng nhan nhiều lúc bận lao đao, 40 mới được hưởng huy hoàng, vườn hồng có lúc nhạt tình xuân, phong sương nào quãng đời gian khó, mưa nắng trải bao chuyện nợ nần, tài sắc đa mang sầu khổ lụy, huy hoàng tung vận bỏ phong trần. Tổng quan, nữ tuổi Ất Sửu cuộc sống lúc nhỏ tuy có nhiều khó khăn vất vả, nhưng lớn lên lại gặp nhiều may mắn. Trong sự nghiệp gặp nhiều cản trở nhưng đều được giải quyết tốt đẹp. Sau kết hôn, con đường tài lộc, đặc biệt phát triển, gặp nhiều điều tốt đẹp, về già có vận may về con cái. Tổng kết, cuộc sống của nữ Ất Sửu có trải qua nhiều trắc trở khi còn trẻ, nhưng sau kết hôn lại được cải thiện rất nhiều, khá may mắn trên phương diện tình cảm. Nữ tuổi Sửu thọ trung bình từ 68 đến 78 tuổi. Nếu tu tâm dưỡng tính, ăn ở phúc đức thì có thể sẽ được gia tăng niên thọ. Tình duyên, nếu sinh vào các tháng 1 và 3 âm lịch thì nữ tuổi Ất Sửu trong tình cảm khá hạnh phúc và có nhiều may mắn. Cuộc sống hôn nhân có phần vất vả nhưng bù lại hai vợ chồng rất yêu thương. Nếu cố gắng chăm chỉ làm việc thì cuộc sống vật chất sẽ được nâng cao. Sinh vào một trong các tháng 2, 5, 9, 10 và 11 âm lịch thì cuộc sống hôn nhân của họ ban đầu khá khó khăn về tài chính, công việc không thuận lợi. Nhưng thời gian sau lại rất tốt đẹp do sự cố gắng của hai vợ chồng trong công việc nên cuộc sống ngày càng đầm ấm yên vui. Sinh vào một trong các tháng 4, 7, 8 và 12 âm lịch, đây là những người rất may mắn trong hôn nhân, cuộc sống mỹ mãn cả về tiền bạc, lẫn tình cảm, hầu như họ không phải lo lắng về bất kỳ vấn đề nào. Gia đình công danh, tình cảm gia đình của nữ Ất Sửu rất thuận lợi, ban đầu có một chút bất hòa nhưng thời gian về sau thì ngày càng được cải thiện. Công việc phát triển tốt đẹp, nhất là vào những năm 35 tuổi trở đi, các năm sau có nhiều điều may mắn, được quý nhân giúp đỡ nên gặt hái được nhiều thành công. Tuổi hợp làm ăn, nữ Ất Sửu nếu có ý định làm ăn buôn bán, hợp tác kinh doanh hay đầu tư thì nên chọn những con giáp sau đây để hợp tác thì công việc sẽ rất thuận lợi, gặt hái được những thành công. Đó là Ất Sửu, Mậu Thìn và Tân Mùi. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi thì nữ Ất Sửu sẽ rất hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Sau kết hôn, mọi mặt trong cuộc sống đều thuận lợi, công việc phát triển, tình cảm thăng hoa. Người chồng sẽ đem đến nhiều may mắn cho người vợ trên con đường công danh lẫn sự nghiệp. Ất Sửu sẽ không phải lo lắng nhiều về các vấn đề trong cuộc sống. Kết hôn với một trong số các tuổi Đinh Mão, Quý Dậu thì Ất Sửu có một cuộc sống khá bình thường mà thôi. Sau kết hôn, tất cả mọi thứ không có gì đặc biệt thay đổi ngoại trừ tình cảm ngày càng tăng cao. Đời sống vật chất ban đầu còn thiếu thốn nhưng sau này sẽ được cải thiện. Tuy cuộc sống gặp đôi chút vất vả nhưng tình cảm lại phát triển gắn bó. Kết hôn với một trong số các tuổi Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Bính Tý, Giáp Tý, Quý Hợi thì trong cuộc sống hôn nhân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vấn đề tài chính. Cần cố gắng hơn trong công việc thì cuộc sống mới được cải thiện. Khi kết hôn, cần chú ý tránh các năm sau đây 15, 21, 25, 27, 33, 37 và 39 tuổi. Nếu kết hôn vào những năm tuổi này sẽ không gặp được nhiều may mắn. Để cuộc sống hôn nhân luôn được hòa hợp, thuận buồm xuôi gió, nữ bản mệnh Ất Sửu sinh năm 1985 có thể thỉnh đeo vòng tay tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mã não màu đỏ có khắc hình ba linh vật Tỵ, Dậu, Sửu, mang năng lượng hội tụ, chiêu đón duyên lành, may mắn cho thân chủ. Đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp cho hòa hợp các mối quan hệ trong gia đình, gia đạo, từ đó yên ấm, bình an. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác,
vòng tam hợp huyết long tỵ dậu sửu cũng cần được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy công năng tối đa tốt nhất, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi đại kỵ, nữ mạng tuổi Ất Sửu trong bất kỳ công việc nào như mua bán, làm ăn, đầu tư kinh doanh thì nên chú ý hơn tới vấn đề người hợp tác, không nên chọn những người sau. Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Tuất, Mậu Dần, Nhâm Tuất, Canh Thân. Do những người này không hợp với tuổi Ất Sửu nên sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. Ngoài ra cũng nên chú ý chọn người kết hôn. Năm khó khăn nhất trong cuộc sống có những năm mà Ất Sửu gặp phải khó khăn, nhiều vấn đề tài chính, tình cảm và sức khỏe. Đó là vào các năm 19, 23, 28, 35 và 43 tuổi. Bên cạnh việc tích đức hành thiện, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận trình cho mình, sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để tiêu trừ vận xấu. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan vua tượng trưng cho quyền lực, sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên, địa, nhân. Vòng trong cùng các bộ lục tự đại minh chú, Om Mani Padme Hum, là công nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn và cắt lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn, nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế của hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để tiêu trừ bệnh tật, kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất nếu muốn thuận lợi trong mọi công việc và dự định thì trước khi làm Ất Sửu nên xem ngày giờ để xuất hành. Nữ Ất Sửu xuất hành làm ăn xa để gây dựng sự nghiệp thì nên khởi hành vào ngày lẻ, tháng lẻ, giờ lẻ thì sẽ rất thuận lợi, ít gặp phải cản trở và khó khăn trên đường. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 21 tuổi, trong năm phát sinh nhiều vấn đề liên quan tới tình cảm nhưng lại không thuận lợi. Năm 19 tuổi nên cẩn thận với những lời giới thiệu việc làm. Bước sang tuổi 20, tình cảm đặc biệt thuận lợi và phát triển, gặp được một nửa lý tưởng của bản thân. Từ năm 22 tuổi đến năm 25 tuổi, năm 22 tuổi cẩn thận kẻo gặp thất bại trong chuyện tình cảm. Các năm tiếp theo nên chú ý tới tình hình công việc nhiều hơn, gặp phải cản trở trong cuộc sống làm ảnh hưởng tới tài lộc. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này rất thích hợp cho việc cưới gả. Sau hôn nhân chuyện gì cũng tốt đẹp hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này cũng nên sinh con đầu lòng để tăng cường vững chắc hơn cho lộc khí. Đây là khoảng thời gian tốt đẹp, rất thích hợp cho việc củng cố thêm cho con đường công danh sự nghiệp. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, những năm này gặp phải vận rủi nên cuộc sống khá chật vật và khó khăn. Trong năm đề phòng có bệnh ập tới bất ngờ, nên dành nhiều thời gian hơn quan tâm chăm sóc bản thân và gia đình, gắn kết tình cảm mọi người. Từ năm 36 tuổi đến năm 41 tuổi, những năm này tình cảm có nhiều biến đổi nên cẩn thận trong việc tạo dựng niềm tin gia đình, tránh có người cố ý phá hỏng tình cảm vợ chồng. Năm 40 tuổi không nên đi xa tạo dựng sự nghiệp. Năm 41 tuổi có những bất ngờ trong công việc, làm ăn thuận lợi, có nhiều tiền của. Từ năm 42 tuổi đến năm 45 tuổi, bước sang tuổi 42 có nhiều vận may hơn, công việc thuận lợi, có tiền của.
Tuy nhiên trong năm có thể mắc một số căn bệnh nhỏ nhưng không được chủ quan trong vấn đề sức khỏe. Năm 23 tuổi, bổn mạng không tốt, ra ngoài cần thận trọng. Năm 44 tuổi và 45 tuổi làm ăn phát đạt, khấm khá, tuy nhiên tình cảm lại xuất hiện nhiều cản trở. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, những năm này tình cảm phát triển nhiều hơn, vấn đề gia đình được cải thiện, trong năm không nên đi xa. Bước sang tuổi 50, sức khỏe có dấu hiệu kém dần nên cẩn thận, năm này được hưởng phúc tài đến từ con cháu. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, những năm này nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe, cần đề phòng cũng như là chăm sóc bản thân tốt hơn nữa, thường xuyên đi thăm khám, đề phòng một số căn bệnh như cao huyết áp. Công việc làm ăn cũng không cần phải lo lắng nhiều, con cháu đã thành đạt nên có thể yên tâm lui về để hưởng phúc. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, thời gian này mặt tình cảm của gia đình rất tốt, con cháu hiếu thảo, ân cần, chăm sóc. Trong năm gặp nhiều may mắn về tài lộc nhưng sức khỏe lại có dấu hiệu suy yếu hơn, do vậy mà Ất Sửu nên để tâm nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ chính là phong thủy của gia đình. Hy vọng những chia sẻ về tử vi chọn đời Ất Sửu sinh năm 1985 nữ mạng trên đây sẽ chính là một tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị. Quý vị hiểu mình, hiểu vận, từ đó mong cầu và biết cách đem lại bình an, may mắn cho bản thân và gia đình của mình. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an.